Cảnh sát Thái Lan đã triệt phá một băng đảng xuyên quốc gia phân phối thuốc giảm cân bất hợp pháp đến nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, Australia, Singapore, Trung Quốc và Anh. Hơn 270 mặt hàng, bao gồm thuốc ức chế thèm ăn, thuốc ngủ và thiết bị trị giá hơn 6 triệu bạt đã bị thu giữ. Ngoài ra, có 4 nghi phạm đã bị bắt trong các cuộc đột kích tại các địa điểm ở Bangkok, các tỉnh Pathum Thani và Prachuap Khri Khan. Các đối tượng này đã khai bán thuốc giảm cân cho khách hàng ở 34 quốc gia. Sibutramine là một chất ức chế sự thèm ăn đã bị ngừng sản xuất ở nhiều quốc gia. Chất này được cho là có liên quan đến việc gia tăng các bệnh về tim mạch và đột quỵ.